Vâng ạ, Văn phòng Đất Việt xin chào bà con Tân Hồng Đồng Tháp mình. Xin kính chúc bà con thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng. Hôm nay Văn phòng Đất Việt mình xin giới thiệu với bà con một cái nền nhà và một căn nhà cấp 4 nằm cặp quốc lộ 30 nha bà con. Cặp quốc lộ 30 mà lại gần ngã ba luôn. Gần ngã ba một đường vẹo về đường 99, một đường vẹo về bờ Bắc Hồng Ngự thì xã Hồng Ngự. Một đường là đi về thị trấn Sa Rài Tân Hồng nha bà con. Một cái nền nằm ở vị trí cặp quốc lộ rất là đẹp nha. Nó cái nền từ mặt đường vô là dài khoảng 30 m, nền bề ngang 6 m, được xây căn nhà cấp 4 luôn bà con. Căn nhà thì tôi được review ở cái video kế bên, bà con có muốn vô xem chi tiết thì bà con vô cái video đó xem nha. Bằng không là trực tiếp gọi số điện thoại 0918054070 để tôi tư vấn cho bà con thêm cặn kẽ hơn nha. Đó, bà con nào có nhu cầu thì liên hệ với mình số điện thoại 0918054070. Căn nhà rất là đẹp nha bà con, nằm ở cặp quốc lộ 30, vị trí là khu này đông dân cư nha, mua bán làm ăn dịch vụ cho thuê nhà trọ gì được, các thứ tắc tặc được hết nha bà con. Cái giá này được chủ nhà chào bán với giá là 550 triệu nha bà con, giá rất yêu thương nha. Cái nền nhà này hiện bây giờ nếu mà qua cái thời buổi này khó khăn này thì bà con không có cái giá này nha bà con. Tại bây giờ cầm tiền mà xây cái nhà này có thể là 300-400 triệu rồi. Mà bây giờ mua căn nhà mà được thêm cái nền nhà nữa, giá chỉ có 550 triệu nha bà con. Đó, bà con nào có cần mua nhà thì liên hệ mình nha. Sớm thì còn mà trễ thì mắc nha bà con. Tại vì cái nhà này được trao bán giá rất yêu thương nha. Nằm ở vị trí đông dân cư luôn. Cặp ngã ba luôn. Ngã ba đường nằm ở cặp quốc lộ 30 luôn, gần ngã ba luôn. Đó, đây là cái biển mà cái biển này là chỉ dẫn ngã ba nè. Trên này là ngã ba nè. Đó, bà con thấy nền rất là đẹp chưa? Cái nhà rất là ngon luôn. Nhà cấp 4 nha bà con. Nằm cặp quốc lộ 30. Rồi, bà con nào có nhu cầu liên hệ mình nha. Mình xin chân thành cảm ơn ạ. Xin video mình xin kết thúc ở đây nha bà con. Cảm ơn bà con ạ.